Xin chào các bạn cả thí gia thân mến Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Chuyện Đêm Và ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày của kênh Mình tiếp tục gửi đến cho các bạn phần 6 của câu chuyện Và để biết nội dung câu chuyện như thế nào Thì ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe chuyện Bà nội từ ngoài cầm một tô chảo trắng bước vào Đợi lát con bé tỉnh, cố gắng dỗ cho con bé ăn cho lại sức Anh gật đầu, Bà ở đây với cô ấy một lát Cháu đi ra ngoài có việc Cháu định đi đâu Anh hít một hơi Đi tìm kẻ giết con cháu Anh bước đi Ánh mắt sắc lạnh thấu xương Anh gọi cho thư ký Bảo mọi giá Phải xem được hết camera đoạn đường D Phố S cho tôi Tôi làm ngay đây Tôi muốn kết quả nhanh nhất có thể Tại nhà riêng của Tuấn Trâm lên tiếng Sao anh ấy lại có thể đến đúng lúc vậy Tuấn cau mặt lại Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai Tại cô đấy Sao cô bảo nó đi Pháp nên tôi mới tham gia cùng Định bụng xong việc sẽ xóa hết Nhưng giờ thì ngon rồi Người của nó phong tỏa kín khu đấy Mẹ Tuấn run run Nó nhất định sẽ không tha cho chúng ta Mẹ gọi cổ xin lão già ấy hỗ con Mày điên à Ông ấy thì có quyền gì lên tiếng với nó Nó nổi tiếng lạnh lùng vô tình Dù sao ông ta cũng là bố đẻ nó Mẹ Tuấn lườm con trai thẳng ngu hại người giờ hại mình trâm quát lên ổn ào quá nếu anh ta cho người xem camera khu đấy chúng ta sẽ chết chắc tôi sẽ về pháp tuần kéo tay trâm lại cùng hội cùng thuyền cô định để một mình tôi gánh buông tay tôi ra đổ khốn chúng ta hồn như nhau trâm ngồi phịch xuống ghế cô bình tĩnh gọi cho mẹ nghe được giọng mẹ cô cô ỏa khóc mẹ ơi kiểu con đã xảy ra chuyện gì vậy anh minh lần này anh ấy sẽ giết con mất con làm gì để nó giết con 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 hại chết con anh ấy mẹ trầm giật mình rơi điện thoại mẹ 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 có nghe thấy con nói gì không bà trần an lại tinh thần con nào thằng minh làm gì có con con không biết giải thích sao cho mẹ hiểu nhưng đại loại là con làm con ả à bên anh ấy xẻ thai mẹ trâm hét lên trong điện thoại con ơi là con mày có biết thằng minh nó lạnh lùng thế nào không hả mày hại mày chưa đủ lần này mày hại luôn cả cái gia đình này rồi con biết con dại rồi con không kiềm chế được tức giận trong người giờ thì mẹ mới cứu được con bằng cách nào chị thư sẽ giúp được con anh ấy từng yêu chị ấy hơn chính bản thân mình nhận định nếu chị thư nói anh ấy sẽ tha cho con nhưng nó mất chỉ nhớ rồi mất thì có thể tìm lại bà mẹ Chẳng qua từ trước đến giờ Mẹ chưa bao giờ thử cho chị ấy tìm lại ký ức Bà do dự Nhưng Mẹ, mẹ còn coi con là con gái mẹ không Bà gật đầu tắt máy Rồi thở dài Ngồi xuống ghế sofa Trâm tắt điện thoại quay sang nhìn Tuấn và mẹ anh Tuấn nhíu mày Thư Cô ấy vẫn còn sống như tôi nghĩ Đến nước này rồi Sớm muộn gì sự thật cũng được phơi bày Phải, chị tôi còn sống Mẹ Tuần hà mồm rồi ôm miệng Tuần nhách môi Thì ra cô đã dự tính cả rồi Chết cô vẫn còn một quân cờ trong tay Trâm cười Một là được, hai là mất Tại sao chúng ta không thử Tôi đã xác định anh Minh sẽ không bao giờ đến với tôi Nên vụ việc làm cô ta sẻ thai Tôi không hối hận Minh tử trong bước vào vỗ tay Đi đằng sau anh Khoảng chục người mặc áo đen Không hối hận, hay lắm Tuần giật mình Đôi chân bắt đầu run, run run Miệng lắp bắp Sao anh lại tới đây Mẹ Tuần chạy ra ôm chân Minh Xin cậu đừng làm hại con tôi Anh cười Ơ hay tôi có làm gì đâu nhỉ Trâm run run Anh anh không phải em làm Anh cười rồi ngồi xuống Tựa đầu vào ghế Lướt nhìn một vòng Tôi đến đây chơi thôi mà Làm gì mà căng thế Em xin phép đi trước Anh ở chơi tự nhiên Trầm vội vàng bước ra ngoài Vệ sĩ của anh ngăn lại Mời cô vào trong Chưa có lệnh của chủ tịch Không ai được đi đâu hết Trầm run sợ rơi cả tủi sách Mời các người ra khỏi nhà tôi Không đi tôi sẽ bảo an ninh Anh nhếch môi Nhà nào của mày Nhà mày ở Nhưng đừng tên tao thằng chó ạ à. Mày và bà ta chỉ là những con chó đi ở nhờ Mẹ Tuấn khóc lóc Khoan hãy làm gì Để tôi gọi bố cậu đến anh rút điện thoại từ trong túi quần ra Bấm số gọi cho ông Đức Đến khu biệt thự số 5 Mà nhận xác thằng con trai Ông ngày đêm yêu thương Tuần toát mồ hôi Chúng mày nhất định không được làm gì Trước khi bố tao đến nhá Anh cười nhạt Thằng hèn Đợi 15 phút sau ông Đức có mặt Mẹ Tuần thấy chồng bèn chạy ra kêu gào Mình ơi cứu con Bố ơi cứu con Ông Đức hốt hoảng Mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con anh tiền đến gần bố anh ông muốn có cháu nội không ông cười việc này là việc vui mừng sao lại căng thẳng thế con vui rất vui nhưng cháu nội ông chưa kịp chào đời thì đã bị thằng chó này nó hại rồi tuấn xông lên thì bị vệ sĩ của anh gỉ vai xuống bố đừng tin lời nó nó muốn hại con ông đức nhìn tuấn đây phải là sự thật thằng minh nó chưa bao giờ nói điêu cho ai Mẹ Tuấn quỳ xuống chắp tay xin ông Cả đời này em đi theo mình Hậu hạ mình Chỉ mong mình bảo vệ được con trai em Em đập đầu xuống đất Cùi xin con trai anh tha thứ cho con trai em Ông Đức nhăn mặt Việc này nếu là sự thật E rằng trời cũng không giúp được bà Tuấn gào to Bố, bố Ông Đức lắc đầu Lực bất tòng tâm Minh tiền đến gần Tuấn Tay nào mua thuốc Tuấn run run không trả lời Anh quát lên Tao hỏi mày tay nào mua thuốc Hay là cả hai tay Nếu cả hai tay thì chặt cả hai cho tao Đừng đừng tay phải Anh nhắm mắt Chặt đứt bàn tay nó cho tao Vệ sĩ đạp chân Tuấn ngã khuỵu xuống đất Tuấn gồng mình Thằng chó không được làm vậy với tao Anh quát lên Chặt Mẹ Tuấn gào khóc nhìn con trai Ông Đức mắt ngoảnh đi không dám nhìn thẳng Tuấn kêu la vì đau đớn, nhìn bàn tay mình rời khỏi cánh tay, anh ngất tại chỗ, mẹ Tuấn run run chạy ra. Tuấn, con ơi! Mới chỉ là cảnh cáo, kịch chưa hết. Anh dặn vệ sĩ, canh trường nó 24 trên 24, không được để nó rời khỏi thành phố. Ông Đức vội vàng gọi bác sĩ. Chủ tịch, cô ta cũng ngất rồi. Lôi cô ta về nhốt lại, sửa sau. Anh vội vàng bước ra, quay trở lại bệnh viện con bé vừa tỉnh rồi lại ngủ rồi bà về nhà trước đi mọi việc ở đây cứ để cháu lo thế còn vũ kia đã tìm được ra người làm chưa anh gật đầu chuyện này nói sau đi bà anh ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng cầm chiếc khăn ướt lau những vệt máu vẫn còn sót lại ở gãy tay cô cô mở mắt ra nhìn anh rồi âm thầm rơi nước mắt giọng nói khẽ vang lên tôi khát... anh vội vàng lấy cốc nước lọc cho cô Đỡ cô ngồi dậy, rồi từ từ ngả vào lòng mình. Cô thẫn thờ. Mất hết rồi, mất hết rồi. Sống mũi anh cay cay, đôi mắt rưng rưng. Tất cả là tại tôi, đã không bảo vệ được mẹ con em. Cô ngơ mắt lên nhìn anh, giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô lặng yên không nói gì, lặng yên đến đáng sợ. Tại Paris, Pháp, mẹ Trâm. Ông ơi là ông, con Trâm nó ngu rồi sao thế bà có chuyện gì nói rõ tôi nghe cứ sồn sồn lên thế thì giải quyết được vấn đề gì mẹ trâm tay cầm chiếc điện thoại trên tay cải trâm nó vừa gọi về cho tôi bảo người thằng minh đang giam giữ nó về tội gì nó dại dột làm hại chết đứa bé trong bụng bạn gái thằng minh bố trâm tay cầm cốc trà trên tay rồi giơ xuống đất miệng hà lớn chuyện này chuyện này bà định tính sao còn sao nữa Thằng Minh nó là người lạnh lùng vô tình Con gái ông lần này chắc chết Tôi đã bảo bà rồi Bà còn cứ nuông chiều nó cho lắm vào Giờ ông qua sang trách tôi Đúng là con hư tại mẹ Rồi cả cái gia tài này Khéo con trả đường vững vì nó Không được tôi nhất định phải cứu con bé Thư từ ngoài đi vào Mười sáng sớm Mà bố mẹ đã to nhỏ gì thế Bà mắt sáng lên khi thấy Thư Bà chạy ra bám vào hai tay Thư Nhớ đi con, nhớ đi con Thư nhào mắt Mẹ, mẹ Bà bình tĩnh Mà con vừa sang chơi à Lẽ ra nay con sẽ cùng chồng con có hẹn với đối tác Việt Nam Nhưng người ta có việc Lại hủy lịch vào khi khác Thiện đường con qua đây thăm bố mẹ luôn Mẹ chăm nhìn Thư Mắt rưng rưng rồi ngồi phịch xuống ghế Bố mẹ xin lỗi Lại làm khổ con lần nữa Thư cười Mẹ nói gì vậy bố Ông lắc đầu nhìn bà Bà cầm tay Thư Có sự thật bố mẹ đã giấu con lâu nay Thư tròn xoay mắt nhìn mẹ Là sao con vẫn chưa hiểu Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói Thư gật đầu Thực ra ký ức hiện tại của con chưa phải là tất cả Con đã bị mất đi phần ký ức tuổi thơ Thư sửng sốt Rồi sao nữa Con có muốn đi tìm lại phần ký ức đấy không Thư thở dài Con vẫn luôn thắc mắc tại sao con lại không nhớ một chút gì về sự khôn lớn của bản thân cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học nổi tiếng của pháp trong tay mà con vẫn không thể nhớ ra được khoảng thời gian đến trường thì ra là vậy tại sao đến bây giờ mẹ mới nói cho con bà ngập ngừng mẹ xin lỗi mẹ cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho con cho đến bây giờ mẹ đã nghĩ lại ai cũng cần có tuổi thơ ai cũng cần phải biết mình lớn lên thế nào thư gật đầu nhìn xa xăm mẹ nói có lý nhưng con nghĩ con của bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều bà bông thõng hai tay nếu mẹ nói con đã từng yêu một người quý hơn cả sinh mệnh của con thì sao thư nheo mắt người ấy như thế nào mẹ mẹ không biết diễn tả sao nhưng nếu con muốn tìm hiểu thì ngày mai mẹ cùng con tới bệnh viện nhé thư băn khoăn mẹ để con suy nghĩ thêm được không con vẫn chưa thể hình dung hết được mọi việc bà giật mình không được việc cấp bách lắm rồi không còn thời gian để nghĩ nữa đâu ơ ờ, hay cái bà này thư nhờ mắt nhìn mẹ rồi thở dài tại việt nam thúy được xuất viện sau hai ngày điều trị tinh thần cô cũng chẳng khả hơn là mấy cô vô cảm với mọi thứ xung quanh anh dìu cô vào trong chúng ta được về nhà rồi thúy nhìn xung quanh một lượt rồi lặng yên ảnh mắt vô hồn giúp việc đi ra đầu bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi thưa cậu anh đỗ cô ngồi xuống bàn ăn cầm con tôm hùm khéo léo gỡ thịt ra cho cô cô cười rồi chỉ tay vào bụng mình bé bé thích ăn tôm hùm mắt anh dưng dưng nhìn cô em thích ăn tôm hùm hả cô lắc đầu không bé trong bụng tôi này bà nội từ trong bếp đi ra nhìn cô con bé nó vẫn chưa chịu chấp nhận được sự thật rằng đứa bé đã không còn điều này chứng tỏ nó đặt hết tình cảm vào đứa trẻ anh gật đầu Lỗi tại cháu đã không kịp bảo vệ được mẹ con cô ấy Chỉ vì cái tôi của cháu quá cao Giả như cháu chịu hạ mình xuống một chút Thì mọi chuyện đã khác Bà cũng có lỗi một phần trong chuyện này Bà đã tin không đúng người Còn cái châm cháu định giải quyết sao Có gan làm Phải có gan chịu bà ạ Cháu sẽ ép cô ta không điên cũng phải thành điên Như vậy có quá nhân tâm không Để nước này Không gì là nhẫn tâm cả Bà đừng nói đỡ lời cho cô ta nữa Cháu ghê tởm, hạng đàn bà lòng hơn rắn độc. Bà quay sang nhìn Thúy rồi gật đầu. Bà đã sai khi tham gia quả sâu vào chuyện tình cảm của cháu. Cháu cứ làm thế nào cảm thấy đúng là được. Bà già rồi, đôi khi cũng không nhìn đúng người và có khi còn lẩm cầm. Bà luôn hy vọng cháu sẽ được hạnh phúc và lựa chọn của bản thân. Anh nắm tay bà. Bà mãi là người cháu tôn kính nhất. Bà tiền đến kéo ghế ngồi bên cạnh Thúy nắm lấy tay cô Cô bé Bà mong cháu hãy sớm vượt qua nỗi đau này Bà tin cháu hiểu điều lời bà nói Trong tâm bà Bà cũng rất đau lòng khi vừa mất đi một đứa chắt nội Cũng là phụ nữ Bà hiểu cảm giác hiện tại của cháu Bà đau một thì cháu đau mười Bà hiểu mà Giảng lên nha Giảng vượt qua Thủy quay sang nhìn bà rồi rơi nước mắt Mình nhận được cuộc gọi từ Dũng Tao vừa mới hay tin Ừ, cứ ngỡ ngày gặp lại là ngày hạnh phúc nhất Mà cuối cùng lại là ngày đau nhất Giờ tao với Vân qua nhà mày được không? Anh thở dài Tao cũng đang định gọi cho mày Bảo Vân đến an ủi cô ấy dùm tao Rồi qua luôn Vân bên cạnh Dũng Sao rồi? Nó nói qua luôn Vân sụt xỉ khóc Khổ thân em tôi, cho nó đau lòng lắm Dũng nằm lấy tay Vân Đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc vân nhìn xuống tay dũng rồi lườm này này anh đừng lợi dụng lúc tôi yếu mềm mà cầm tay tôi nhá dũng vội vàng bỏ tay ra rồi gãi đầu anh xin lỗi mà hai ngày qua sao anh gọi em không được tôi còn bận đi tiếp khách thế nên mới không biết những gì xảy ra với thúy thảo nào gọi con bé không được em đừng đi tiếp khách nữa ơ hay nghề kiếm cơm của tôi mà không đi thì lấy cái gì đổ vào mồm với lại không đi thì những tên chơi gái như anh móm cả lũ Dũng nhìn Vân Ở nhà anh nuôi Vân tròn xoay mắt nhìn Dũng Sao? Thật, từ hồi quen em Anh đã bỏ chơi gái lâu rồi Vân cười nhấp môi Anh không chê tôi dơ bẩn à Tôi không xứng với hoàn cảnh đại thiếu gia nhà anh đâu Dũng nắm tay Vân Chẳng có gì là không xứng Đâu ai được lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra Với lại anh có phải siêu phẩm gì đâu Mà đòi cực phẩm Vân rút tay ra khỏi Dũng Thôi anh chở tôi đến nhà xếp minh đi Tôi cần gặp em tôi Dũng gật đầu Anh đợi câu trả lời của em Thủy ngồi ban công phòng anh Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống vườn hồng Anh từ sau lưng ôm lấy eo cô Mệt chưa Mệt thì vào nghỉ đi Cô lặng yên không trả lời Anh xoay người cô lại Nhìn ánh mắt em Tôi biết em hiểu những gì đang xảy ra Chỉ là em chưa muốn chấp nhận được sự thật Cô nhìn thẳng vào mắt anh Đừng thương hại tôi Em đang nghĩ tôi thương hại em Có thể đối với em Lời tôi nói là giả dối Nhưng em phải tin vào cảm xúc của tôi lúc này Hoàn toàn là thật Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm giấc mộng duy nhất của tôi lúc này Chính là bù đắp những tổn thương trong em Cô lặng yên không nói gì Rồi bước vào trong Anh đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng cô Cho tới khi cô an phận nằm xuống giường nhắm mắt Anh quay ra ngoài ban công Lấy một điều thuốc rồi hít một hơi Mắt nhau lại Thư Kỳ gọi cho anh Tôi đã điều tra được quê hương cô Thúy rồi ạ Nói Cô ấy ở thôn A xã C tỉnh Điện Biên Anh nheo mắt Thông tin chính xác chứ Tôi làm gì dám làm nào với chủ tịch Anh thở dài Trái đất thật tròn nhưng cũng thật bé Không ngờ em lại cùng quê ngoại với tôi Mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết Kỷ ức tuổi thơ trong anh ùa về Anh nhớ có một cô bé lọ lem khở khạo Luôn bị các bạn hàng xóm bắt nạt Ánh mắt cô bé ấy rất nghe thơ Nhưng lại ngờ ngạch Mỗi lần cô bị người ta bắt nạt Cô chỉ biết khóc mà không biết chống trả Đã lâu lắm rồi anh không về thăm quê ngoại Xem ra ý trời cho anh gặp cô Tại thời điểm này Đối với anh mà nói cũng là một cái duyên Anh quay người tiến đến ngồi cạnh giường Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô Khi bàn tay nhẹ nhàng Lướt trên mái tóc màu nâu hạt rẻ của cô Cô khẽ dùng mình Rồi từ từ thả lỏng cơ thể ra một chút Em có muốn về quê không Cô mở mắt ra ngờ ngác xoay người lại nhìn anh Thử sâu trong đôi mắt ấy Anh bắt ra nhìn ánh mắt này rất thân quen Quả thực rất giống với cô bé lọ lem mà anh từng gặp Vốn là người thông minh Anh không khỏi nghi ngờ Và đặt ra câu hỏi trong đầu Cùng một thôn, một xã Và cũng cùng chạc lứa tuổi này Chẳng lẽ nào Ngày mai tôi sẽ đưa cho em về quê một thời gian Em thích không Cô gật đầu vân từ ngoài gõ cửa phòng tôi vào được không vào đi phòng không khóa thủy nhìn thấy vân cô òa khóc rồi chạy ra ôm vân tao với mày ra ngoài cho chị em cô ấy tâm sự anh gật đầu lúc bước đi không quên ngoảnh mặt lại nhìn cô dũng lên tiếng đi thôi còn nhìn gì nữa anh và dũng mỗi người cầm cốc cà phê ngồi phòng khách anh tựa đầu vào ghế ít ra với người khác cô ấy còn thoải mái hơn khi ở bên cạnh tao cũng biết thế cơ đấy. Mày xem, cô ấy vừa thấy Vân đã lao ra ôm cổ. Dũng thở dài. Thường thì con người ta lúc có trong tay sẽ không biết trân trọng sau tất cả để lại sự tiếc nuối mộn màng. Nhưng không sao, chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua. Có như vậy, ta mới nhận ra trái tim mình thực sự muốn gì và cần gì. Anh ngật đầu. Tao nhận ra, ta đã yêu cô ấy mất rồi. Yêu con người cô ấy hay là cô ấy có nhiều điểm giống thư? Con người... Thế vụ cái châm mày xử sao Có để nang gì khi nó lại em thư Anh nhách môi Mày cứ chờ em Trâm quay trở lại Và nhục nhã thế nào Dũng cười Mày không hổ danh là máu lạnh vô tình Lạnh đúng người đúng thời điểm Mà ít bữa tao sẽ cho Thúy về nửa tháng ở quê Mày hỗ trợ thư ký của ta quản lý công việc giúp tao nhé Ồ ý tưởng hay Chuyện gì chứ Chuyện mày giao tao sẽ làm tốt nhiệm vụ Anh gật đầu ở trên phòng vân ôm thùy khóc thút thít cháu của tao nếu lần này lão minh không làm ra trò vụ cải châm thì mày không được tha thứ cho ông đấy thùy nhìn vân là do cải châm làm ơ ờ, thế mày chưa biết gì à thùy gật đầu cha lão ấy sợ mày đau lòng quá nên không muốn nhắc tới thùy cụp mi xuống em là người mẹ vô dụng không được trách mày cha cô ta quá độc ác cộng thêm bản tính tin người của mày thôi chuyện qua rồi rồi lại còn những đứa trẻ khác em và người ấy khoảng cách rất xa anh ta cao cao tại thượng như một bậc vương giả còn em em chỉ là một hạt cát giữa trần đời ở con hâm này nghĩ linh tinh gì đấy tao thấy lão minh thực sự lo cho mày mày cũng đừng giả giả điên điên để hành hạ lão ấy nữa nếu thật lòng yêu nhau hãy cố gắng bỏ qua quá khứ một bên cùng nắm tay nhau vun vén hạnh phúc thủy lắc đầu em không giả điên em thực sự không điều khiển được tâm trí của mình lúc tỉnh táo có lúc như ai đó lấy cắp não của em rồi đấy vân nhìn thúy tôi chết con bà liệu có phải mày trường dấu hiệu trầm cảm không thúy nhìn vân em chưa thể làm quen được cái sự thật nghiệt ngã này cha con em nó giận em lắm so với trách người khác em trách bản thân em hơn em mù quáng ai nói gì cũng tin em ngu thật chị ạ biết thế rồi thì phải sống tốt hơn để cho cái đứa nó ghét mình nó tức nổ hai con mắt thúy cười nhạt Dũng và anh bước vào. Đấy, thằng Minh nó đang sợ em không cười được nữa, giờ thì cười rồi nhá. Anh mặt làm ngơ rồi nhìn Thúy, Thúy nhìn anh, khỏe môi chợt nở ra nụ cười nhẹ, Vân nhảy mắt nhìn Dũng. Thôi chúng ta về thôi, tôi nhớ có việc bận. Ờ phải, Minh à, ta cũng bận. Tốt, bận thì về đi. Ơ cái thằng này, đuổi khách khéo thế. Thì hai người bận mà. Không ở chơi thêm với em được nữa à? Thôi nghỉ đi, ăn uống đều độ rồi khi khác chị qua. Vân và Dũng nhìn nhau bước đi, anh mặt làm ngơ. Em ghét tôi thế à? Cô lắc đầu. Thế tại sao em không chịu nói chuyện với tôi? Cô nằm xuống chùm chăn. Ơ kìa, ơ quả mơ có hạt. Anh lật chăn cô ra. Em thích quả mơ có hạt nữa không? Không đùa nữa em mệt. Tôi còn chưa phạt em cái tội mấy ngày qua làm tôi khổ sở. Đáng đời nhà anh. Anh cầm bàn tay cô, Tôi này, đường đường là chủ tịch nổi tiếng tầm cỡ thế giới, trăm ngàn người nể sợ. ấy thế mà có người không biết sợ là gì. Vậy phải xử lý sao? Những ngày qua, bị em trông thấy hết những lúc yếu mềm nhất rồi. Vậy còn nên bịp mồm em lại không? Anh định làm gì? Anh bất ngờ hôn môi cô, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh từ từ tách ra khỏi môi cô. Tôi tha cho em, vì cơ thể em còn rất yếu. Ngoan ngoan ăn uống điều độ, tôi dẫn em đến một nơi. Quê hương phải không? sao em biết chỉ biết anh nói ra mà thì ra là em hiểu thế mà không trả lời tôi lấy một câu em hiểu hết hiểu được từ lúc bà nội nắm tay em nghe bà nói em thấy rất ấm áp ban đầu em cứ ngỡ anh ghét em nên muốn hại mẹ con em hâm mà anh yêu em còn chẳng hết sao có thể hại thế tại sao lúc đùa bè đưa em cốc sữa nói có một chủ đưa cho em thấy anh mà Tất cả chỉ là tình cờ Hôm đó anh định cùng bà nội tới đón em về Sai biết em mang bầu Thằng Dũng nói Thế nếu em không mang bầu Anh có hạ mình đón em không Anh gật đầu Thời gian qua em làm gì anh biết hết Anh luôn đứng theo dõi em thử xa Chẳng qua anh muốn đợi thêm thời gian nữa Để khẳng định lại một điều ấy Vậy mà anh đã sai rồi Anh sai rồi Điều gì Đó là anh đã yêu em chưa Rồi kết quả sao anh gật đầu Em có tin rằng đứng trước mặt bao nhiêu người phụ nữ Anh chỉ cương lên được với em Cô đỏ mặt Không biết xấu hổ Anh cười ôm cô vào ngực mình Tại biệt thự số 5 Ông Đức mở khóa cửa phòng Tôi đã cho tất cả uống thuốc ngủ rồi Bà vào nó tranh thủ đi đi Liệu thằng Minh nó biết Sẽ không tha cho ông Tôi là bố nó Nó không nhận tâm vậy đâu Mẹ Tuấn ngậm ngùi khóc Cảm ơn ông Mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông rồi Tôi xin lỗi Tôi là bà mẹ ghẻ độc ác Ông Đức lắc đầu Chuyện qua rồi Tôi mong bà và nó sống tốt hơn Việc ngày hôm nay tôi làm Coi như trả ơn bà đã ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua Tuần ôm tay nhăn mặt Chúng ta đi thôi mẹ Mẹ Tuần rơi nước mắt Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhá Tài khoản ngân hàng với nhà của tôi Thằng Minh nó biết hết Tôi có ít tiền mặt Bà cầm lấy phòng thân Mẹ Tuấn gật đầu nhìn chồng Đi thôi còn luyến tuyết gì nữa Tuấn cùng mẹ ra ngoài Đường chính bắt chiếc taxi Chúng ta định đi đâu Dĩ nhiên là đến một nơi thằng Minh nó không biết Rồi con sẽ làm lại từ đầu Có ngày con sẽ đến trả nó một món nợ sống còn này Mà lại định làm gì nữa Bỏ đi Thế này chưa đủ khổ à Thế thì mẹ chưa hiểu con trai mẹ rồi Sau khi Tuấn rời khỏi được 3 giờ đồng hồ Anh nhận được tin báo Tuấn đã trốn thoát Đợi khi Thùy đã ngủ say, anh nhẹ nhàng từng bước chân ra khỏi phòng, rồi bước vội ra xe, đạp bản ga, tay anh đập mạnh vào vô lăng. Chết tiệt! Che xe dừng lại trước cửa biệt thự, năm người vệ sĩ cúi đầu chào anh, với khuôn mặt lo sợ. Anh đạp đổ chậu cảnh sân vườn. Các người làm ăn kiểu đấy à? Tất cả đồng thanh. Chúng tôi xin lỗi chủ tịch, chúng tôi xin được trở lệnh xử phạt theo nội quy. Ông Đức từ trong nhà bước ra, cầm ly rượu trên tay, con tới rồi Anh nheo mắt nhìn ông Là ông Vào trong nhà uống với ta ly rượu Anh ngoảnh mặt bước đi Chết tiệt thật Ông đớp tay cầm hai ly rượu vang Anh lạnh lùng nói Tại sao ông làm vậy Tại sao ông cứ phá tôi Mình này Đã rất lâu rồi hình như bố không được nghe con nói một tiếng bố Anh nhếch môi Ông nghĩ mình xứng đáng sao Bố sai rồi Không phải ông sai mà là quá sai một sai lầm không bao giờ sửa chữa được Mắt ông Đức rưng rưng Bao năm qua Bố vẫn luôn ân hận về cả chết của mẹ con Bố biết Bố hiểu nếu không phải vì bố về chậm Thì giờ con đã có một người em gái Và vẫn còn mẹ bên cạnh Con quá thiệt thòi bấp mẹ từ nhỏ Bố lại chẳng quan tâm được con Chính vì vậy mới tạo ra bản tính lạnh lùng của con ngày hôm nay Bố xin lỗi Giờ này ông nói với tôi điều này có ý gì Để tôi mềm lòng mà tha thứ cho ông không bố chỉ muốn nói con vốn là đứa trẻ rất ngoan chỉ vì hoàn cảnh bố đã vô tình tạo cho con một bản tính vô tình rồi sao ông nói đủ chưa ông gật đầu là ta đã thả thằng tuấn và bà ấy rời đi ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi anh đừng dậy bước đi người ông chọn vẫn là mẹ con nó chẳng bao giờ ông chọn con trai mình ông đừng tưởng nó thoát khỏi tôi là dễ anh rời khỏi ra lệnh cho vệ sĩ bằng mọi giá, kể cả lục tung cái đất nước này, cũng phải tìm ra mẹ con nó dạ, tuần lệnh chủ tịch ở một vùng quê nghèo tuần cầm chiếc điện thoại quăng vào tường mẹ nó chứ nó muốn đuổi cùng giết tận con là do mày mà ra, trừ trách ai mẹ, gì mẹ phải mẹ của con không đấy tuần này, cho đến giờ phút này mẹ nhận ra, mẹ đã quá nuông chiều con rồi tuần siết chặt tay không được, đâm lao phải theo lao không phải thoát được nó có phải làm lại từ đầu Thoát sao Chẳng phải mẹ có bà gì bên Pháp nữa sao Mày nghĩ mày sẽ bay qua đường đó Khi người thằng Minh phong tỏa kín sân bay Con sẽ hòa trang giả gái Còn mặt tao Mẹ cũng hòa trang giả đi một chút Bà thở dài Đúng là nghiệp quật Tuần quát lên Mẹ không nói không ai bảo mẹ câm đâu Không có nhiều thời gian đâu Chúng ta phải rời khỏi đêm nay bà mệt mỏi đi theo bước chân con trai qua quãng đường đất đỏ anh ở nhà nóng ruột gọi cho vệ sĩ sao rồi vẫn chưa thấy thương ngài giống như cái kiểu cậu ấy bốc hơi khỏi thành phố anh tức giận ném mạnh cốc rượu vào tường vô dụng cô từ đằng sau ôm cổ anh có chuyện gì mà khiến anh đứng ngồi không yên vậy anh nằm lấy tay cô anh không hiểu mình nuôi bọn vệ sĩ để làm gì toàn một lũ vô dụng Bọn họ cũng là con người Đâu phải mày đâu anh Anh thở dài Sao em chưa đi ngủ Em đợi anh Ngoan Nên nghỉ trước đi Anh giải quyết nốt đồng giấy tờ này Để ngày mai còn có tâm trí đưa em đi chơi Cô gật đầu Nếu anh bận thì không cần vội quá đâu Nghe lời anh Mọi chuyện cứ để anh lo Vậy em nghỉ trước Anh cũng liệu nghỉ sớm đi nha Anh mỉm cười Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô Anh đóng cửa Rồi đi xuống khu tầng hầm Cuối cùng anh đã tới Anh lạnh lùng nhìn Trâm Xem ra cô vẫn ổn Trâm cười Anh muốn gì Tôi cần định vị điện thoại của thằng Tuấn Em không có Anh nhắc môi Phải rồi Đồng đội nên phải biết yêu thương nhau Trâm cười lớn Sao tất cả tôi được gì Cô quá tham vọng Quá rắn độc Tất cả là vì ai Anh ngồi xuống đối diện Trâm Thôi cô ăn đi Để ngày mai Có là ngày tận thế Cũng không phải hối hận anh định làm gì tôi Anh định giết tôi Anh phủi tay đứng lên rồi bước đi Châm hét lên Chị Thư mà biết anh làm vậy với tôi Nhất định chị ấy sẽ không tha thứ cho anh Anh là đồ khốn Anh làm tôi tan nát cả trái tim rồi Đồ khốn Sáng ngày hôm sau Khi mà trời đã lên cao Cô vươn vai tỉnh dậy Thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh trên chiếc ô tô Cô giật mình mở mắt ra rồi mỉm cười Lâu rồi cô không được ngắm nhìn kỹ lưỡng gương mặt ấy Người đâu mà đẹp trai vậy Đôi môi đỏ như con gái Chỉ khiến người ta muốn cằn cho cái Anh cười Nhìn xin năm nghìn Cô lôi từ trong túi ra Năm nghìn này Anh chỉ đầu cô Năm nghìn đô đấy cô lương hạ Thế là tôi lấy rẻ em đấy Năm nghìn đô Vậy anh giết em đi còn hơn Giết em tôi lấy gì mà dùng Cô quay mặt ra ngoài cửa kính Người gì hơi tí là xấu hổ được luôn Ai thèm Thật quay mặt qua đây xem nào Cô quay sang, nè Anh ngôn chụt vào môi cô, cô bị môi Chỉ thế là nhanh Anh cười, tôi cái gì cũng nhanh mà Mà sao anh bể em lên xe lúc nào vậy Đấy, lại mới nhớ Em ngủ như con lợn đấy Bị khiêng đi còn không biết Cô nhớ mày, anh cười nhìn tôi Chưa xe dừng lại ngôi làng Nằm bên cạnh những thửa ruộng bậc thang Xanh mát ngát, anh vào cô bước xuống xe Anh hít một hơi thật sâu Buổi sáng ở đây thật trong lành Cô cười anh nhìn thung lũng kia không hồi nhỏ em toàn chăn trâu ở đó anh nhìn cô bảo sao hồi đó nhìn em đen thế cô tròn xoe mắt gì cơ anh làm bộ làm ngơ tôi nói chúng ai thì chúng cô kéo vạt áo anh đã nói rồi phải nói hết nếu anh nói anh biết em từ thuở xa xưa em có tin không cô lắc đầu không thể nào Ngày xưa ngày xưa Có một cô bé lọ lem toàn bị các bạn bắt nạt Rồi trời thương cô Được hoàng tử bước đến giải cứu Cô ôm mồm Là anh Anh gật đầu Chuyện này anh mới biết thôi Anh không ngờ em lại là cô bé đó Công nhận chúng ta có duyên thật Cô rơi nước mắt Cảm động quá Lại khóc rồi Tại anh đấy Anh cười trêu nghẹo cô Cơ mà theo chỉ nhớ ngày xưa của anh Hồi đó em xấu lắm Vừa xấu vừa đen ấy thế mà không biết lớn lên lại dậy thì thành công phết cô đập vào ngực anh hết một nói với anh nữa anh xoa đầu cô đùa thế thôi giờ chúng ta vào trong làng nhé đã lâu rồi anh không về lại nơi này cô gật đầu đi được một đoạn dì của thúy đang đi xe đạp trước mặt cô thấy thúy bà giận mình cục nòn xuống duyên phận sao lại ngã nhà xuống chỗ cô bà vội vàng che nón cô ơi cô không sao chứ bà lặng yên anh khó chịu cô có nghe thấy người ta đang hỏi mình không bà không trả lời vội vàng dựng xe lại rồi bước đi trong một thoáng thùy bắt gặp khuôn mặt ấy cô kéo tay lại dì út phải không cô nhận nhầm người rồi cô chạy tới trước mặt dì tại sao phải trốn con bà quay mặt đi dì không còn bài mũi nào nhìn con nữa dì hại cuộc đời con rồi dì ân hận lắm đêm nào mẹ con cũng về bảo mộng trách gì con chưa thể tha thứ được cho dì Nhưng dù sao dì yên tâm đi Con vẫn sống tốt Dì gật đầu rồi bước đi Ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào cô Cô hụt hẫng khi về phía anh Bị người thân phản bội Là loại cảm xúc khổ nạn nhất trên đời Anh hiểu Cô cười nhạt Người dân trong làng nhìn thấy cô Ô kìa kia có phải Thúy không con Thúy à con Sau này kiếm ăn được làm sao mà sinh hẳn ra Ờ kể ra nhờ gì nó Nó mới sinh như ngày hôm nay ấy nhỉ Anh nheo mắt lướt nhìn mọi người một vòng Các cô gái mới lớn đến trưởng thành khi thấy anh Chú mày ơi nam thần Anh ấy đẹp quá Con Thùy cho anh ta uống bùa gì thế Người đâu mà đẹp hết phần thiên hạ Anh nằm lấy tay cô Mà bước đi thẳng Bơ đi mà sống Đừng để những thành phần tạp chất bên ngoài Vấy bẩn cuộc đời của chúng ta Đó là bài học đầu tiên em cần biết anh cầm tay cô đi qua đoạn đường đất đỏ qua những hàng cây rì rào trong gió rồi dừng chân trước ngôi nhà ngói cũ kỹ bà cháu về thăm bà rồi đây thùy cúi đầu trước bàn thờ rồi tiến đến nhẹ nhàng lo dọn sạch sẽ những vết bụi bẩn trên bức ảnh nhà ở đây ai trông nom vậy anh bác cả anh nhà bác ở làng kế bên thực ra bác có đón bà qua đó để nhờ cúng rồi nên nhà này bỏ không vì nơi này nhiều kỷ niệm với anh nên anh về thẳng đây Bà anh trông thật phúc hậu Anh gật đầu Hồi nhỏ anh thường xuyên về đây chơi với bà Nhưng từ khi bà mất là anh cũng không về nữa Cô nằm lấy tay anh Có muốn ra mộ thăm bà không? Anh ngạc nhiên Ra mộ Em cũng muốn ra thăm bố mẹ mình Anh đồng ý Đứng trước ngôi mộ của bà Và cũng sát bên bố mẹ cô Anh và cô không khỏi ngạc nhiên Trên đời quả thật làm sự trùng hợp đến kỳ lạ Cô à khóc đứng trước mộ bố mẹ mình. Bố, mẹ, con gái bất hiếu của bố mẹ đây. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Cô ngồi xuống tỉ mỉ, dọn dẹp lại cho sạch những túi ni lông rác bên trên ngồi mộ, vừa dọn vừa khóc. Anh Tiền đến gần. Bố mẹ thấy không? Con gái bố mẹ dễ khóc lắm. Người ta đang buồn thật đấy. Thì có ai bảo giả đâu? Ơ ừ, hay, anh gọi cô. đừng ra đây anh bảo. Thùy lưỡng thượng đứng dậy, anh cầm tay cô Còn bên hai bác với bà ngoại con ở đây Cũng là hàng xóm của nhau rồi Thôi thì con gái hai bác cũng đang ế quá ế Thôi thì con gái hai bác cũng đang ế quá ế Mà con cũng độc thân lâu ngày Bà ngoại với hai bác xem thì nào Để con và cô ấy thành một đôi nhá Cô vẻo tay anh Nói bậy Thật chứ bậy gì Chả nghiêm túc gì hết Anh nghe nói người lớn thích cách nói vui tính Hầm hấp Anh khoác vai cô Chúng ta chào cả nhà rồi về thôi Đi đoạn đường dài anh thấy em hơi mệt rồi Cô và anh cúi xuống Rồi quay đầu để về Về nhà em ở nhá Em còn nhà sao Nhà lúc trước em với mẹ ở Anh suy nghĩ rồi cũng tặc lỗi làm theo ý cô Anh biết có lẽ cô đã rất nhớ nhà Ngôi nhà cấp 4 đã bị bao trùm Bởi mùi ẩm mốc và bụi bẩn Đừng yên đây thôi Em sang mượn chổi bé Nga hàng xóm quét qua đã Cô vội vàng chạy sang nhà hàng xóm Nga ơi em có nhà không Chị Thúy Chị về khi nào vậy Mới nãy thôi em Chị lên thành phố về nhưng cái phố ấy nhỉ Cô cười gượng Em cho chị mượn cái chổi quét qua cả nhà Nga lấy chổi đưa cho cô rồi trở thầy anh Từ lần đầu gặp tiên Cô đã đập loạn nhịp Cô nhìn anh chăm chú Nga em đưa chổi chị nhá Nga giật mình À vâng mà kia bạn trai chị à Cô gật đầu rồi mỉm cười Chị mượn nhá Lúc nào rảnh sang chị chơi Em được sang hả Được chứ Nga cười tươi cho đến khi cô quay lưng đi Nga tắt nụ cười rồi khách môi Đồ con hoang mà tốt số gớm Cô cầm chổi đi vào trong Anh tranh giành Ngồi xuống đó cho anh Mọi việc cứ để anh lo Anh làm được không Được chứ Sau một hồi giảng co Cô đành bất lực để anh dọn dẹp hết công việc Thấy chưa Bẩn hết cái áo hàng hiệu rồi Anh cởi chiếc áo ra quăng vào một góc Cơ thể rắn chắc sáu muối đổ lộ ra Khiến cho người đối diện Còn nuốt nước miếng vào trong Áo anh không quan trọng Nhưng anh muốn đi tắm Cô dẫn anh ra đằng sau nhà Là ba bức tường được xây thấp Nhằm che đi phần nhạy cảm nhất Anh tắm tạm đây đi Anh nhò mắt Đây á à? Cô gật đầu Có ai nhìn đâu mà sợ Nhưng À không Hay anh sang nhà bé Na tắm nhở nhá Nhà con bé hiện đại lắm Anh méo mặt Tắm nhờ Vâng Thôi khỏi Em đừng đây canh cho anh Anh tắm ủ cái là xong Mười ngày trôi qua anh và cô sau những buổi sáng thức giấc cùng nhau Cùng làm tất cả những việc Mà chưa một lần nào cô nghĩ Người đàn ông cao cao tại thượng ấy sẽ làm Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống Anh và cô cùng lội suối Để tới mái tròi bên kia đồi và khi màn đêm buông xuống, anh và cô lại cùng tham gia những điệu nhảy múa bên ảnh lửa hồng cùng người dân trong bản. Có lẽ nó là những kỷ niệm không bao giờ quên khi được sống thật với chính mình. Các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe hết phần 6 của câu chuyện. Và sau khi nghe chuyện xong, các bạn đừng quên nhấn like, comment share và ấn vào hình quả chuông để nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.